Liên quan đến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, được Quốc hội đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 6, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội nêu ý kiến nên công khai đầy đủ thông tin của các dự án đầu tư công để người dân giám sát. Đại biểu cũng nhấn mạnh, cần quy định lại quy trình là đơn vị đề xuất đầu tư phải lập và chịu trách nhiệm về thông tin, về hồ sơ dự án. Đơn vị và cơ quan có chức năng quản lý đầu tư phải chịu trách nhiệm về thẩm định dự án. Liên quan đến vấn đề công khai minh bạch trong đầu tư công, đại biểu Cường phân tích dự án đầu tư công là dự án sử dụng tiền công nên phải công khai cho dân biết chi tiết đầu tư làm gì, đầu tư như thế nào, việc sử dụng vào đó yếu tố đầu tư làm sao cũng như giải pháp quy trình kỹ thuật được thi công. Công khai đầy đủ các thông tin của dự án về nội dung, về các hạng mục đầu tư, quy trình kỹ thuật cũng như quá trình triển khai thì công chúng sẽ biết rõ. Khi đó, không thể có khuất tất trong quá trình như thiết kế, thẩm tra cũng như không thể có cắt xén hay gian dối trong quá trình thi công và thực hiện dự án.